được đâu Phúc Điền à. Không được Phúc Điền à, con không được chôn má ba, con phải chờ anh ba con về Phúc Điền à. Má, không cần phải chờ đâu, chắc là anh ba sẽ không về đâu. Tụi bay. Dạ. Đức. Khoan, khoan đã, tại sao lại không về? Chẳng phải chị ba con đi lên quan huyện để đưa anh ba con về sao? Khoan, dừng lại đi. Má, má có phải là má đang thông đồng với bọn họ để giấu con chuyện gì đúng không? Không có, má đâu có giấu con chuyện gì. Sao con lại hỏi má như vậy? Má không hiểu gì hết. Thôi bỏ đi má, đã tới giờ lành rồi, phải chôn má ba thôi. Đừng mà, đừng mà. Con ơi, đừng mà. Không được, không được. Tránh ra đi. Đừng mà, không được. Má làm cái gì vậy má? Con không được chôn má ba, con phải chờ anh ba con về mới được chôn. Má làm cái gì vậy? Tại sao má, mặt má tái xanh vậy? Má đang có chuyện gì giấu con đúng không? Con có chuyện gì hết. Nhưng mà, nhưng mà má nói con không có được chôn má ba. Không được. Con đã hỏi thầy ngày giờ tốt để hạ quyệt, nếu không chôn đúng ngày đúng giờ thì sẽ không tốt đâu má. Tụi bay lắp đất lẻ lên. Dạ. Đừng mà. Đừng à. Dù gì phải chở thằng ba về. Dừng tay. Dừng tay. Nhanh đi, tụi bay có nghe không? Buông lẻ lên. Đừng. Dừng lại đi. Dừng lại. Dừng lại. Dừng lại. Chú làm cái gì vậy hả chú Tư? Chú không được đụng tới má ba. Ủa, má ba chết thì tôi phải chôn chứ. Dừng lại đi. Nè, chị mới tỉnh lại rồi sao? Sao không nằm nghỉ ngơi cho khỏe, ra đây làm gì? Phúc Điền, chú không được làm bậy. Mau đưa má ba ra khỏi hòm nhanh lên. Chị nói cái gì vậy? Má ba chết thì phải để má ba trong hòm mà chôn má ba chứ. Lấy ra để làm gì là sao? Sao hết má rồi tới chị cản là sao? Bộ mấy người giấu giếm tôi chuyện gì à? Chú Tư à, chú đã biết, mà chú còn hỏi ngược lại tôi là sao? Có phải là chú đang muốn chôn sống má ba hay không? Tôi không biết gì hết, chị đang nói gì tôi chẳng hiểu. Tụi bay nhanh lên, lập đất nhanh lên. Không được, để trễ ngày giờ. Vậy nhanh tay lên. Vậy nhanh tay lên nữa. Dừng tay lại. Không được. Nhanh lên. Không được chôn. Không được chôn má ba. Tay lại. Má, má ba, má tôi ra. Má ba còn sống hả? Thằng Tư, sao mày trốn đâu vậy? Má ơi, đứa ơi, tiếng của má ba con. Ủa, má ba vẫn còn sống, đang nằm trong đó hả má ba? Tao chưa có chết, má tha tao ra, tha ra. Má còn sống thiệt sao? Xin con. Phúc Điền, sao con còn đứng đó? Vậy mà con tưởng má đã chết rồi, cho nên con đang tính chôn má đó chứ. Má thả má ra đi. Cho má ra đi má Tư ơi. Má xin con. Má quá Tư ơi. Má thở hết nổi rồi. Má gọi quá Tư ơi. Má à, má giả chết với con đi làm gì vậy má? Con phải là ý của má con ơi. Là do con hay nhìn nó thôi má. Má làm như vậy là để con khởi cho thằng ba nó được về. Má lại con, má xin con cho má ra ngoài đi. Má ngồi quá được Tư ơi. Thì ra là má ba vẫn còn sống thiệt. Tụi bay lập tức. Má ba còn sống đó. Mình giết má hả? Đừng lại. Con nghe vậy? Dừng tay lại. Tư, các người dừng tay lại. Má ba còn sống đó. Mình để giết má hả? Người dừng tay lại đi. Dừng tay. Chị ba.
Chị ba ơi. Chị ba.